Cuộc truy đuổi kịch tính ở Bryansk, các nghi phạm khủng bố Moscow định đến đâu? Cuộc truy đuổi kịch tính các nghi phạm khủng bố ở vùng Bryansk để lại nhiều câu hỏi hơn câu trả lời về đích đến cuối cùng của chúng. Theo Avia Pro, khi chiếc xe chở những nghi phạm tấn công khủng bố trung tâm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall bị cảnh sát giao thông phát hiện, một cuộc truy đuổi quy mô lớn liên quan tới tuyến đường có thể dẫn đến cả Ukraine và Belarus. Thanh tra cảnh sát giao thông tham gia cuộc truy đuổi đã chia sẻ chi tiết vụ việc trong cuộc trả lời phỏng vấn với REN TV Nói về khoảnh khắc phát hiện chiếc xe của các nghi phạm khủng bố ở vùng Brands, hai đội cảnh sát giao thông đã rượt đuổi các nghi phạm sau khi phát hiện chúng ở cây số 395 trên cao tốc M3. Nhóm này đi tiếp khoảng 20 km mà không hề cố gắng thay đổi lộ trình hoặc bỏ trốn, dường như chúng chỉ muốn duy trì tốc độ cao. Việc xác định ý định thực sự của các nghi phạm khủng bố là rất khó khăn do vị trí địa lý của điểm xuất phát của cuộc rượt đuổi. Điểm xuất phát nằm trước ngã ba các con đường dẫn tới những hướng khác nhau, một hướng về phía Ukraine dọc theo đường cao tốc M3, một hướng về phía biên giới với Belarus qua đường cao tốc A240 các nhà phân tích và nhiều chuyên gia cho rằng nếu không xác định được sự chuyển hướng hoặc chỉ dẫn rõ ràng về hướng đi mà chỉ đi thẳng như các nghi phạm thì rất khó xác định được chính xác mục đích của chúng là vượt biên giới ukraine hay cố gắng nhập cảnh belarus Vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng và giới chuyên môn về đường mòn Ukraine có thể chạy qua Belarus, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh biên giới và sự điều phối quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Các cuộc điều tra và phân tích vẫn tiếp tục nỗ lực làm sáng tỏ ý định và lộ trình cuối cùng của các nghi phạm khủng bố. Cho tới giờ, hành động của những nghi phạm khủng bố vẫn là vấn đề cần được điều tra. Nga nâng cấp sát thủ diệt hạm có thể khiến Ukraine đối mặt với thảm họa. Nga đang nâng cấp một trong những tên lửa hành trình siêu âm chống hạm mạnh mẽ nhằm cho phép các lực lượng của Moscow tấn công Ukraine với độ chính xác cao hơn, truyền thông nhà nước Nga đưa tin. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhận định với TASS, B-800 Onis của Moscow sẽ sớm nhận được các thiết bị dẫn đường chủ động mới, cho phép quân đội Nga tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine với độ chính xác cao hơn. Tên lửa này có thể được phóng từ các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion, tàu mặt nước và tàu ngầm có tầm hoạt động khoảng 300 km và di chuyển với tốc độ lên tới 3.000 km h Nó thường được quân đội Nga sử dụng trong các cuộc xung đột ở Ukraine. Ban đầu được thiết kế làm tên lửa chống hạm, Oakness có khả năng tấn công các cơ sở trên mặt đất của đối phương với độ chính xác cao hơn nhờ thiết bị dẫn đường chủ động mới. Nguồn tin trên tiết lộ, quân đội Nga cũng đang làm việc để biến các tên lửa hành trình chống hạm trở nên bất khả xâm phạm trước các thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine. Một nguồn tin khác nhận định về TASS, việc nâng cấp có thể tạo ra thách thức cho các lực lượng của Ukraine khi Kiev được cho là đối mặt với tình trạng thiếu thốn đạn dược. Hồi tháng 2 năm 2024, hai quan chức Mỹ nhận định với ABC News rằng điều này có thể trở thành thảm họa vào cuối tháng 3. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết tình hình sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn trong suốt mùa xuân và mùa hè. Vì vậy, khoảng thời gian mà chúng ta đã bước vào một khoảng thời gian quan trọng. Gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề nghị vẫn chưa được quốc hội thông qua. Tận dụng tình hình này, Nga đang giành được thành quả tại khu vực Donetsk ở phía đông. Sau khi kiểm soát được Avdiivka vào tháng 2, các lực lượng của Moscow giành thêm một số ngôi làng trong khu vực, trong đó có Nevsky, Olivka, Krasnoye và Ivansnitsky. Viện nghiên cứu chiến tranh ESVK có trụ sở tại Washington cho biết trong một bài phân tích ngày 14 tháng 3 rằng việc Ukraine thiếu đạn dược và các trang thiết bị khác có thể khiến tiền tuyến hiện tại của nước này trở nên mong manh hơn những gì mà bước tiến tương đối chậm của Nga tại khu vực khác cho thấy. ESVK cho biết ưu tiên của Ukraine đối với các khu vực bị những cuộc tấn công của Nga đe dọa mạnh mẽ nhất có thể tạo ra lỗ hồng ở những nơi khác mà các lực lượng của Moscow có thể khai thác để đạt được những tiến bộ bất ngờ và đáng ngạc nhiên nếu nguồn cung cho Kiev tiếp tục suy giảm. Việc Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường đã làm tăng nguy cơ xảy ra những diễn biến như vậy bằng cách cho phép các chỉ huy quân sự Nga lựa chọn tăng hoặc giảm hoạt động ở bất cứ đâu dọc chiến tuyến gần như theo ý muốn. Lực lượng Nga tiến công quyết liệt ở Zaporozhye sau khi giành được Raportino Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia ngày 27 tháng 3 nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã tiến về phía đông bắc novo và phía tây bắc Raportino ở vùng Zaporozhye. Ông Rogov cho biết, có những thành công ở phía đông bắc Novopokopka khi các binh sĩ của chúng tôi đã tiến được tới ít nhất là 200m. Họ đã cải thiện vị trí ở phía tây bắc Rapotino và tiến về phía trước hàng trăm mét. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng đã đẩy lùi được một số cuộc phản công của quân đội Ukraine theo hướng Orekhov. Đã có các cuộc phản công của Ukraine ở Rapotino phía tây bắc Nesterianka và phía tây bắc Vebovoe, nơi lực lượng của chúng tôi đã có được bước tiến đáng chú ý. Tất cả các cuộc phản công đều đã bị đẩy lùi. Ông Rogov nói thêm rằng các đơn vị quân đội Ukraine từ vùng Chernobyl đã được triển khai tới khu vực Rabotino đã chịu thương vong nặng nề trong vài ngày qua. Trước đó, hôm 25 tháng 3, ông Rogov cho biết lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Vebovoe và tiến thêm 2 km trong khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 2 thông báo các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát Rabotino. Quân đội Ukraine sau đó cố gắng giành lại các vị trí đã mất bằng cách đưa quân tiếp viện từ các hướng khác đến khu vực đó, nhưng không thành công. Quân đội Anh chỉ đủ sức đối đầu với Nga, không quá 2 tháng. Phó tham mưu trưởng quân đội Anh thừa nhận thiếu ngân sách, vũ khí khiến London không thể cầm cự quá 2 tháng nếu bùng phát xung đột với Moscow. Chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng nguồn tiền để mua đạn dược vào thời điểm này, không thể đối phó với mọi mối đe dọa cần tăng ngân sách ngoài những dự án đã có nhằm xây dựng hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa thích hợp. Phó tư lệnh quân đội Anh Rob McGowan nói trong cuộc họp báo tại Ủy ban Quốc phòng Hạ viện hôm 26 tháng 3. Tướng McGowan cũng xác nhận tuyên bố của nghị sĩ Mark Frocois, cựu bộ trưởng quốc phòng rằng quân đội Anh chỉ đủ sức đối đầu với lực lượng Nga trong 2 tháng khi nổ ra cuộc chiến toàn diện do tình trạng thiếu thốn đạn dược và dự trữ vũ khí. Chúng ta không thể giao tranh trong thời gian dài với Nga. Hãy bỏ hết những câu từ hoa mỹ về đối thủ ngang hàng. Chúng ta không sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài. Ngài có đồng tình không? nghị sĩ Francois đặt câu hỏi trước khi tướng Magowan nói rằng hoàn toàn đúng vậy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp chấn an các nghị sĩ rằng các đồng minh NATO sẽ sát cánh cùng với London trong mọi xung đột với Moscow thay vì để Anh đơn độc tác chiến. Cần nhớ rằng Anh là thành viên của NATO và điều năm hiến trương vẫn tồn tại. Chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình huống một mình đối đầu với Nga, ông nói. Các phát biểu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Grant Sharp cho rằng ông đã kêu gọi Thủ tướng Rishi Sunak tăng ngân sách cho quốc phòng trong gói chi tiêu mới nhất của chính phủ nhưng không thành công. Ủy ban Quốc phòng Hạ viện hồi tháng 2 công bố báo cáo cho thấy quân đội nước này ngày càng bị kéo căng và không đủ sức đối phó xung đột quy mô lớn. Một số cựu bộ trưởng quốc phòng Anh thừa nhận khả năng chiến đấu của quân đội đã bị khoét rỗng từ năm 2010, cảnh báo lực lượng vũ trang Anh sẽ cạn kiệt nguồn lực chiến đấu chỉ sau vài tháng tham gia xung đột với đối thủ ngang hàng. Anh là một trong số nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Tổng số tiền mà London viện trợ cho Kiev từ đầu xung đột đã lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Cô đội Anh viện trợ nhiều loại vũ khí hiện đại cho Ukraine, trong đó có xe tăng chủ lực Challenger 2 và tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Pháp phải thắt lưng buộc bụng viện trợ cho Ukraine. Theo Le Monde, cam kết ủng hộ Ukraine đang trở thành gánh nặng đối với chính quyền của Tổng thống Pháp Macron cả về chính trị lẫn ngân sách. Lermon cho biết, trong khi chính phủ Pháp đang vật lộn với kế hoạch cắt giảm chi tiêu, thì Tổng thống Emmanuel Macron lại một lần nữa tuyên bố sẽ bổ sung thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Và lời hứa này của ông Macron khó có thể thực hiện được. Trong năm tài khóa 2024, chính phủ Pháp phải cắt giảm ít nhất là 10 tỷ euro (10,8 tỷ đô la Mỹ) khi thâm hụt ngân sách của nước này lên tới 144,5 tỷ euro (tức là 156 tỷ đô la Mỹ) và dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm nay xuống chỉ còn 1%. Trước đó vào tháng 2, chính phủ Pháp tuyên bố hoàn toàn có thể thực hiện việc cắt giảm 10,8 tỷ đô la Mỹ ngân sách bằng các chi tiêu của tất cả các bộ và cắt giảm các chính sách công, bao gồm viện trợ phát triển và trợ cấp để cải tạo các tòa nhà. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Macron lại đưa ra cam kết viện trợ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay để đẩy kế hoạch giảm chi tiêu của Paris về vạch xuất phát. Điều này đẩy chính phủ của ông Macron vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cả về chính trị lẫn ngân sách. Tờ Le Monde nói thêm, các nhà lập pháp thuộc đảng phục hưng cầm quyền của ông Macron cho biết họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi từ cử tri, những người không thể hiểu làm thế nào chính phủ có thể cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khi lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong nước. Nghị sĩ đảng phục hưng Mathieu Lefray nói, mọi người hỏi chúng tôi tại sao lại đưa 3 tỷ euro cho Ukraine, đó là một số tiền lớn. Le Monde cho rằng, để thực hiện lời hứa với Kiev, chính quyền ở Paris sẽ phải biến hóa sổ sách. Chẳng hạn như khoản đóng góp 900 triệu euro của Pháp cho cơ sở hòa bình châu Âu, một quỹ của Liên minh châu Âu EU để hỗ trợ cho Ukraine. Một lựa chọn khác có thể là tăng giá trị các thiết bị được viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Le Monde nói thêm rằng nội các của ông Macron có thể vẫn phải sửa đổi dự luật tài chính vào mùa hè, mặc dù động thái như vậy dễ tạo ra nguy cơ về chính trị đối với chính phủ bởi luật này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Pháp, trong khi các đảng đối lập phản đối việc cấp thêm tài chính cho Kiev. Bất chấp những vấn đề được Le Monde nêu ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu hôm 26 tháng 3 tuyên bố rằng Paris sẽ sớm có thể giao thêm 78 pháo tự hành Chiaza cho Kiev, đồng thời tăng cường cung cấp đạn pháo cho nước này về phía nga moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc mỹ và eu và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho kiev sẽ không ngăn cản nga đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình và có khả năng làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa nga và nato